Người ngồi kế bên con là bà ngoại bà nội? Dạ bà nội. Hồi nãy chị nói chị là dâu. Chưa chắc chị nói đúng. Chị nào ở chung nhà với con đâu? Dạ. Cái chú bé mà được bồng á là cháu ngoại rồi. Tại vì con của con dâu mà. Quyền Linh chào đón quý vị các bạn đến với chương trình Hãy Đoán Đi. Thưa quý vị, trong mùa dịch này thì tinh thần chúng ta không được sảng khoái lắm, bởi vì bị bó trong nhà ha, khi nào cần thiết lắm mới ra được. Chính vì thế mà chương trình Hãy Đoán Đi sẽ kết nối online cùng với một gia đình nào đó, cùng với người nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ cùng tham gia để đoán xem một cái bí mật nào đó của gia đình đưa ra. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm nay khách mời sẽ là một nghệ sĩ rất là dễ thương quý vị. Anh ấy tính cũng hơi tăng động chút xíu, anh ấy có một cái tên rất là dễ thương, đó chính là Hoàng Mèo. Chào Hoàng Mèo. Dạ em chào anh Linh. Em khỏe không? Dạ thì cũng cố gắng anh ơi. Rồi, rất vui được em kết nối để tham gia chương trình ngày hôm nay. Hãy đoán đi. Chúng tôi sẽ mời một gia đình và trong đó có rất nhiều thành viên. Có thể thành viên ở ngoài, thành viên gia đình họ hàng hay gì đó, chưa biết. Mỗi gia đình như thế họ sẽ cho một bí mật và anh em mình sẽ cùng đoán xem bí mật đó là gì. Trong mỗi số Hãy Đoán Đi sẽ là cuộc đấu trí của một gia đình nhiều thành viên và MC, nghệ sĩ. MC tại trường quay sẽ kết nối online với gia đình và nhận một lời thách đấu để tìm ra bí mật mà gia đình đang che giấu. Trong bốn thành viên này ai là cháu? Ai là cháu nội của tôi? Ai là cháu ngoại của tôi? Thông qua các vòng đối chất, kiểm chứng đầy kịch tính. Không phải là cô của con, là nó kia. Ai không phải là chị em ruột của con, chỉ coi. MC, nghệ sĩ sẽ đưa ra kết quả cho lời thách đấu này. Theo đánh giá, nghiên cứu, tôi sẽ đưa ra quyết định. Biết đầu thiệt chứ. Nếu MC và nghệ sĩ đoán đúng thì sẽ được thưởng. Nếu không đoán đúng sẽ bị phạt và gia đình sẽ nhận được một món quà của chương trình. Và bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình ngày hôm nay. Xin chào. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Mà mấy con thích con mèo không? Thích. Bây giờ chú Hoàng Mèo nói gì với gia đình với các cháu đi. Lời nói đầu tiên con xin phép chào đến gia đình. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, mạnh giỏi để vượt qua cơn dịch này. Rồi, bây giờ thì xin mời gia đình chúng ta sẽ giới thiệu về lần lượt thành thành viên của gia đình để cho Hoàng Mèo sẽ cảm nhận được đó là ai nha. Mọi người sẽ có một phút giới thiệu về mình. Xin mời. Tôi xin giới thiệu. Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Thị Quốc Hòa. Và xin giới thiệu tiếp, đây là thành viên là nàng dâu. Còn đây là thành viên thư ký Dương Ngọc Hiền. Đây là cháu nội Quỳnh Anh. Đây là cháu nội Trâm Anh. Đây là cháu nội Quốc Anh. Đây là cháu. Wow. Tất cả 7 thành viên trong gia đình xin chào MC Nguyễn Linh và xin chào nghệ sĩ Mèo và tất cả các ekip đoàn phim Bí Mật. Xin chào. Dạ. Đoàn phim Bí Mật. Quá đoàn dễ phim thương. Đoàn phim Bí Mật. Đoàn phim này làm mở mặt ra. Rồi bây giờ thì mỗi người sẽ tự giới thiệu về mình nào. Tên là Võ Thị Bích Thương, em là mẹ của 4 đứa bé ở đây. À, 4 đứa luôn hả? Dạ em là mẹ 4 bé, đây là bé lớn em là tên là Quỳnh Anh. Và đây là bé kế tiếp là Trâm Anh, và đây là Quốc Anh, và đây là Nhật Anh. Hai gái hai trai luôn hả? Chúc mừng luôn. Rồi giỏi quá. Em thích điều gì nhất? Sở thích của em thì thích được làm đẹp. Và thích được chăm sóc trong các con của em nè. Thích một điều nữa là gì em biết không? Em còn thích nữa là em thích đẻ. Nó thích đẻ đó kìa. Đẻ thêm 4 đứa.
Quá. Bốn người luôn. Tuyệt vời. Em không thích điều gì? Ê, không thích thì ít nhưng mà thích thì nhiều anh. Không thích cái gì nè, nói thử coi. Trời ơi, không thích gì hết. Không thích gì rồi, hết. Rồi, chuyển luôn. Chị kế bên, chị giới thiệu đi. Dạ, em tên là Dương Thị Ngọc Hiệp. Dạ, em cũng là con nuôi của Mấy Quốc Hòa. Em mấy cháu rồi? Dạ, em một cháu. Rồi, chúc mừng. Em thích điều gì nhất? Dạ, em thích khỏe và xinh đẹp. Không thích mình xấu. À, đúng rồi. Đâu ai thích mình xấu đâu, đúng không? Rồi, kế bên nè, con gái, kế bên luôn. Hello everybody, it's Mas Bunan. I'm 11 years old. Today I'm very happy to join this program. Xin chào mọi người, con tên là Quỳnh Anh, con 11 tuổi. Hôm nay con rất vui khi tham gia chương trình này. Dạ, con thích nhất là xinh đẹp như bà ngoại và ở nhà chơi với mấy em. Con vẫn thích không học giỏi. Đúng rồi, phải học giỏi con nha, học giỏi mới được. Rồi con trai cứ bên nào? Con tên Quốc An. Con đến Quỳnh. Con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Con 7 tuổi. À, con thích bà nội và bà ngoại? Con thích bà nội. Ok, con không thích ai trong nhà? Chị Hai. Thôi thì chị Hai làm gì con thích. Thôi, kỳ vậy. Chậm ra chị. Rồi, tiếp tục con gái nào, còn một con nữa. Chào chú mèo. Con tên là Sam Anh, học lớp 2. Con thích ai nhất trong nhà nè? Con thích chị Hai nhất trong nhà. Chị Hai đâu, sao nãy bạn kia không thích? Rồi bây giờ thì chúng ta sẵn sàng nha. Đề bài bí mật của gia đình ngày hôm nay để đưa ra cho Hoàng Mèo với Quỳ Linh là bí mật gì? Tôi xin đại diện trong gia đình, tôi sẽ đưa cho chương trình bí mật gia đình tôi là tất cả 4 thành viên cháu nội, xin chú Quỳnh Linh và nghệ sĩ Hoàng Mèo đón được. Trong 4 thành viên này ai là cháu nội của tôi, ai là cháu ngoại của tôi? Ôi ôi. Ai là cháu nội, ai là cháu ngoại đúng không? Có đứa cháu nội, có đứa cháu ngoại. Thì xin chú Quỳnh Linh và nghệ sĩ Hoàng Mèo đón đúng thì có thưởng. À, ai là cháu nội, ai là cháu ngoại nha Hoàng Mèo. Trời ơi. Hiểu chưa? Trời ơi. Vậy là có nghĩa hồi nãy chị kia chỉ giới thiệu không phải con của chị hết đâu. Đúng rồi. À. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi đối chất. Rồi, bà nội và con dâu sẽ lần lượt kể về những đứa cháu của mình, ưu điểm, khuyết điểm, sở thích và tính cách. Sau khi con dâu và nội kể xong rồi mình tính tiếp nha. Đây, thành viên trong gia đình này là cháu nội Quỳnh Anh, có sở thích học rất giỏi và thông minh và đặc biệt là lưu loát tiếng Anh. Còn đây là Châm Canh, tính tình rất hiền hậu, hòa đồng, rất là dễ thương và rất đồng tính. Đồng tính nhưng mà rất có hiếu nhưng mà học không có ngoan, không có giỏi bằng chị Hai đó. Còn đây là một thành viên linh động. Thành viên này là kêu bằng là linh động dữ dằn, cũng giỏi, cũng có hiếu thảo trong gia đình. Thành viên này là thành viên học lớp 2 Quốc Anh. Còn đây là thành viên, còn thành viên Nhí, thẳng bên đây còn. Thành viên Nhí là Nhật Anh, là tính tình hiếu động, lanh lẹ, hoạt bát, cũng như là khôn khéo, khôn ngoan. Để mỗi lần mà bà nội nó mệt là nó lại nó gờ, bà nội này nó nói nội khỏe nghe đó. Là xin 4 thành viên vậy, rồi nhường lại cho mẹ. Mẹ có 4 đứa, là nói về cái thức ăn thức uống của 4 đứa thích. 4 đứa con của em thì có mỗi đứa là có một cái sở thích khác nhau. Và em xin giới thiệu nhất là bé Quỳnh Ăn. Bé thích ăn thì bé đang thích ăn những cái đồ cay, những cái đồ lạ. Thì bé thích nhất là món mì cay, mì trộn cay. Châm Anh thì bé rất là châm ngoan. Và bé thích sẽ nhất ăn là bánh tráng trộn. Còn bé Quốc Anh thì thích ăn là gà gán. Và bé Nhật Anh thì thích đi uống sữa thôi. Rồi quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi cho bất kỳ một thành viên nào trong gia đình. Cái cậu bé nhỏ là tên gì anh ta? Nhật Anh Hoàng Mèo. Còn dạ, bé Nhật này Anh là chắc chắn là con của cổ rồi đó. Quỳnh Anh ơi. Dạ. Người ngồi kế bên con là bà ngoại bà nội? Dạ bà nội.
Dạ. Ở ngoài bà mèo. Nãy nó nói nhầm bà ngoại đúng không? Rồi lúc đầu có nói lộn rồi. Dạ con thích nhất là xinh đẹp như bà ngoại và ở nhà chơi với mấy em. Rồi tiếp tục. Bé trai ơi, mẹ con đâu rồi? Con đây. Ủa không lẽ giờ chỉ sinh là hai người con trai sao ta? Có thể. Rồi chưa, em hỏi hết ba câu chưa? Rồi em hỏi hết ba câu rồi đó. Thường đích nó chỉ là chỉ đúng á. Dạ. Mẹ con nói đó, em có nghi ngờ gì chưa? Em nghi ngờ nè, nếu mà mẹ con đó mà hồi nãy chị nói chị là dâu. Chưa chắc chị nói đúng. À đúng rồi, chương trình này cũng lường gạt lắm, nguy hiểm quá. Ừ, Quyền Linh cũng sẽ có ba câu hỏi nha. Để tôi suy nghĩ coi, này khó này nha. Này đồng quá, đồng này người khó đoán lắm à. Chú Quyền Linh sẽ hỏi Quốc Anh nè. Con có mấy anh chị em? Có hai chị Trâm Anh, Hồng Anh. Ai ở chung nhà với con? Cha mẹ con. Hai chị con là cha con. Hai chị ở chung nhà luôn hả? Có một chị à. Chị nào với chị nào? Chị nào ở chung nhà với con đâu? Chị hai. Chị hai chung nhà con, chị hai mà con chỉ qua đây. Hồi đầu nó chỉ chị hai bên kia. Dạ. Đúng rồi. Ok. Thấy chưa? Thôi, như vậy là ba câu hỏi của Linh đã xong. Đơn giản thôi, hỏi đúng người thôi. Và bây giờ mình thử phân tích xem, theo Hoàng Mèo, ai là cháu nội, ai là cháu ngoại? Cái chú bé mà được bồng á là cháu ngoại rồi. Tại vì con của con dâu mà. Con dâu là cháu nội chứ Hoàng. Đúng không? Con dâu là cháu nội. Rồi, thôi rồi hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ em đang nghi ngờ quá à. Thì em nghĩ là bé Nhật Anh là chắc chắn cháu nội rồi nè. Bốn bé nào cũng dễ thương, cũng đáng yêu, cũng giống y như bà ngoại, bà nội luôn. Giờ sao ta? Rồi cháu nội nè, cháu nội là bé bồng trên tay là bé Nhật Anh nè ha. Còn cháu nội thứ hai. Cháu nội thứ hai là cái bạn cắt tóc biến á. À. Rồi tóc biếm ha, là cháu nội thứ hai. Dạ. Còn hai đứa. Dạ. Kia là cháu ngoại hả? À không. Cháu nội thứ hai nữa là ông con trai. Và cháu ngoại chỉ có một cháu thôi. À, cháu ngoại là bé gái ngồi bên tay trái. Dạ, của bà đúng không? Dạ đúng rồi. Thấy không? À. Dạ. Chị Hiền hồi nãy chị giới thiệu chị là con nuôi. Dạ, đúng không? Con nuôi. Có thể là con ruột, cũng có thể là con nuôi. Chị nói chơi con nuôi. Dạ. Thôi. Biết đâu chị Hiền là con ruột rồi, còn chị Kim mới là con nuôi. Đúng rồi. Căng á. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng kiểm chứng. Bây giờ thì gia đình chuẩn bị giấy bút nha. Quyền Linh Hoàng Mèo sẽ chọn ra mẹ hoặc bà hiểu ý bất kỳ một thành viên gia đình, rồi mình sẽ đặt câu hỏi đúng sai thôi nha. Rồi xin mời gia đình chuẩn bị giấy bút đi. Em xin chọn bà với lại chị Thương đi. Bé của em chọn là ngồi kế bà phía bên tay trái á. Rồi. Bé em cho là cháu ngoại á đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đúng rồi. Ok. Và bây giờ nghệ sĩ Hoàng Mèo sẽ có 5 câu hỏi dành cho cả 3 thành viên để xem họ hiểu ý thế nào. 5 câu hỏi bắt đầu. Rồi nghe em xin hỏi nha. Con gái có thích ăn gà rán không? Rồi đưa lên. Em ăn gì chưa? Trâm Anh có thích ăn không con? Dạ không. Tại vì em thấy đó, con nít đó, giống như con em đó, thích ăn gà rán nè, thích ăn khoai tây chiên nè, đó. Con bé này thích ăn bánh tráng trộn mà. Dạ đó. Rồi em đặt câu hỏi thứ hai đi em. Câu hỏi thứ hai. Bé có thích ăn trái cây không? Thích không? Tốt. Trâm Anh thích không con? Dạ có. Còn 3 câu nữa. Bé có thích đi học không? Dễ quá, câu dễ quá. Dễ quá mà, em cho dễ thôi. Có. Mẹ. Có. Có mà câu này quá dễ rồi. Vậy là cả ba hiểu với nhau. Chúng ta còn 2 câu nữa, câu nào khó đi Hoàng Mèo. Con thích ai nhất trong nhà? Bắt đầu. Đưa lên liền. Bé Trâm Trâm thích ai vậy? Thích
cha. Rồi cả người ba ghi xích cha không hết. Rồi chính xác. Còn câu cuối cùng của mèo. Câu cuối cùng. Bà ngoại thương ai nhất trong bốn người? Rồi bà ghi lại gì? Quốc Anh. Quốc Anh. Rồi con gái ghi lại gì Trâm Anh? Là Quốc Anh. Rồi vậy là cả ba giống nhau. Hay quá. Vậy là nhà này ai cũng hiểu ý nhau hết trơn rồi đó. Em đoán ra được điều gì chưa? Căng quá à. Ai cũng đồng lòng á. Mình này thương yêu nhau quá à. Có nghĩa là bé Trâm Anh với dì Thương là hai mẹ con ruột ở trong gia đình. Có thần giao cách cảm nè. Rất là hiểu nhau. Đúng không? Rồi. Dạ. Rồi bây giờ chú Linh hỏi câu đầu tiên nè. Quốc Anh, bà nội đâu? Bà nội kìa. Rồi bà nội kìa. Con nói đúng đó nha. Câu thứ hai là bà ngoại đâu? Bà ngoại con dưới quê. Bà ngoại dưới quê. Thấy chưa quả? Vậy bà nội chắc chắn rồi nha. Nhớ nha. Đây đúng bà nội rồi. Bà nội chắc... Rồi ok. Tiếp tục bây giờ chú sẽ chuyển qua người khác. Bây giờ hai người cùng chỉ một lúc nha. Quỳnh Anh đâu? Dạ Quỳnh Anh. Bây giờ chú Linh hỏi đứa con trai nào? Quốc Anh. Chú Linh hỏi nè Quốc Anh, ai không phải là chị ruột của con? Nhìn chú nè, ai phải chị ruột của con? Không phải là chị ruột của con. Không biết, mình chỉ còn nói không biết. Chị không biết, nói gì khác chứ không biết. Chị hai. Chị hai. Chị hai là ai? Chị hai là chị ruột hay là chị giống ruột? Giống ruột. Chị với chị nào ruột? Chị ba. Chị ba. Ông ba. Chị ba mới là chị ruột nha. Chị ba mới là chị ruột đó Hoàng. Chị hai không phải là chị ruột. Rồi Quỳnh Anh, Linh hỏi con nè. Con đang ngồi gần ai vậy? Bên phải con là ai vậy? Dạ là mẹ của con. Bên phải á? Bên phải là cô của con. Cô nha. Cô là cô ruột đó. Khánh là giận rối anh ơi, rối. Rồi ok, thêm một con câu cuối cùng nha. Bây giờ chú Linh hỏi con gái ngồi kế bà nè. Nhà con có mấy chị em? Dạ là ba chị em. Một là chị hai, còn hai là Quốc Anh em của con. Ba là Nhật Anh. Câu cuối cùng nha con. Hỏi chú hỏi con luôn. Ai không phải là chị em ruột của con chỉ coi. Con biết. Trời ơi. Bà nội làm xoắn não luôn, điên đầu. Nhiều quá. Hãy nói cho mẹ. Điên đầu thiệt chứ. Rồi, hết câu hỏi. Bây giờ mình thử phân tích đi đồ Hoàng, thử phân đoán đi. Bây giờ loại hết một người nàng, bé trai mà chị thương bồng á, là chắc chắn là cháu nội rồi nè. Vậy là còn ba người kia. Là cháu ngoại hả? Khoan anh, em vẫn đang tin tưởng là bé đang ngồi với lại chị Thương là cháu nội nè. Rồi ông con trai kia là Quốc Anh là cháu nội luôn. Cháu nội là có hai con trai. Ừ. Vậy là Quỳnh Anh là chị hai. Đúng Quốc rồi. Quốc Anh là anh ba. Còn Nhật Anh là em Út. Đúng rồi. Ba cháu nội. Ba cháu nội. Một cháu ngoại. Một bé là cháu ngoại. Bé cháu nội. Trâm Anh. Đây là cháu nội. Đúng rồi. Ba cháu nội, một cháu ngoại. Rồi, được chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ để cho từng bé lên thể hiện tình yêu thương với mẹ của mình. Bây giờ đầu tiên thì bé Trâm Anh, con thể hiện tình yêu thương của mẹ con đi. Con thương mẹ. Vậy thôi đó hả? Vậy thôi thì có nghĩa là không phải là mẹ rồi. Đúng rồi. Tao nói nhiều đó thôi chứ đâu nói nữa. Ôi bà ngoại hay quá.
Rồi tiếp theo. Trời ơi, ông kia. Thôi giờ tới Quỳnh Anh nói đi. Quỳnh Anh nói gì với mẹ đi. Con thương mẹ nhất, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt của con. Mẹ nó thiệt á Hoàng ơi. Hai mẹ. Mẹ nó Hoàng thiệt á. Con cháu ngoại. Con cháu ngoại. Cái ông kia cũng đi vòng vòng con cháu ngoại hoài. Cái ông đi vòng vòng con cháu ngoại hoài kìa. Ổng cũng gạt mình đó nha. Cẩn thận nha, ổng cũng gạt mình đó. Làm gì ổng được học từ khuya tới giờ á. Quốc Anh lại con nói gì với mẹ con đi Quốc Anh. Con hôn mẹ con đi, con hôn mẹ con thử. Hôn hôn đi con. Hôn hôn đàng hoàng. Con nói được rồi. Chết trong một nỗi. Thôi bây giờ mấy đứa nhỏ nó khó điều hành quá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi cuối cùng nha Hoàng. Dạ. Mình căng não lên nha. Vòng 4 là mình sẽ đoán đi. Hãy đoán đi. Em sẽ cầm một cái tờ giấy. Em sẽ viết tên ai là cháu nội, ai là cháu ngoại lên đây. Rồi dạ. Anh với em sẽ đưa lên cùng một lúc nha. Dạ, để em viết. Theo đánh giá, nghiên cứu 9 tháng 10 ngày, tôi sẽ đưa ra quyết định. Em là mẹ của bốn đứa bé ở đây. Con bé này là chắc chắn là con của Khổ rồi đó. Người ngồi kế bên con là bà ngoại bà nội. Dạ, bà nội. Mẹ con đâu rồi? Con đây. Nếu mà mẹ con đó mà hồi nãy chị nói chị là dâu. Chưa chắc chị nói đúng. Rối quá. Quỳnh Anh, Quốc Anh, Trâm Anh. Bây giờ chỉ có cái khác nhau giữa Trâm Anh và Quỳnh Anh thôi. Bỏ nhà. Trâm Anh ơi, bà ngoại đâu con? Bà ngoại đâu con? Bà ngoại đâu kìa? Con biết. Con biết. Trời. Con biết. Rồi, ok. Mèo có kết quả chưa? Dạ rồi. Ok, em đưa lên trước đi. Rồi, cháu ngoại là Trâm Anh đúng không? Cháu nội là Quỳnh Anh, Quốc Anh và Nhật Anh đúng không? Dạ. Anh thì kết quả ngược lại. Anh là Quỳnh Anh, Quốc Anh, Nhật Anh là cháu ngoại, còn Trâm Anh là cháu nội. Anh thì ngược lại kết quả của em. Dạ. Coi như hai kết quả ngược nhau đó. Vậy thì đáp án nào sẽ đáp án đúng? Xin mời bà công bố. Bà ngoại ơi, cho con thắng bà ngoại ơi. Chiến thắng. Bà ngoại cho con thắng bà ngoại ơi. Ai thắng bà ngoại ơi? Đây, bà ngoại xin giới thiệu nha. Xin giới thiệu với Quyền Linh và chú Mèo và tất cả ekip trong chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là bà nội của ba thành viên. Thành viên thứ nhất là Hà Võ Trâm Anh. Trời ơi. Thành viên thứ nhì là Hà Võ Nhật Anh, Quốc Anh. Thành viên thứ ba là Hà Võ Nhật Anh. Và đây là thành viên cuối cùng là cháu ngoại Quỳnh Hà Quỳnh Anh. Hello everybody, it's Nan. I'm 11 years old. Today I'm very happy to join this program. And this is my grandma. Xin chào mọi người, con tên là Quỳnh Anh, con 11 tuổi. Hôm nay con rất vui khi tham gia chương trình này. Và đây là bà ngoại của con. Yeah. Oh. Đồng quá rồi. Trâm Anh con là gì? Cháu nội. Tôi đúng con mình Trâm Anh cháu nội à. Đúng ra đó, chương trình này phải là đúng tên thiệt, đúng không? Mình thấy nè, Quỳnh Anh, Trâm Anh, Quốc Anh, Nhật Anh này kia. Trâm Anh cháu nội đúng à. Tôi đúng con đúng một cháu thôi. Dù sao anh cũng gọi vớt vát được hơn em chút xíu Hoàng Mèo. Em thấy bé bẹt bẹt luôn. Nhưng mà em cũng hay được cái là em đoán ra được là ba anh chị em, anh thấy không? Đúng rồi, cũng hay đó. Ba anh chị em đúng không? Bà ngoại chỉ hay quá, bà ngoại cho dấu hay quá. Bây giờ bà nói thiệt đi, hồi tối tập tới mấy giờ? Tập 10 giờ chắc á.
Rồi, bà ngoại cảm giác nay, bà nội bà ngoại luôn, cảm giác nay vui không? Lôi được mèo mà không vui sao được, gia đình chiến thắng. Rồi đặc biệt nha, đặc biệt cái chương trình nào mà các MC Quỳnh Linh làm mà má Hòa rất thích tham gia. À, cảm ơn má Hòa nha. Như vậy thì chị Thương là con ruột hay là con dâu vậy? Con dâu là đúng không? Con dâu, mẹ chồng nàng dâu. Con rước tham gia mẹ chồng nàng dâu đúng không? Đúng rồi. À, còn chị Hiền là con nuôi hả? Là con nuôi. Con nuôi. À, rồi cảm ơn gia đình rất là nhiều. Hôm nay chị Hiền ngồi im ru à, ra là không có nói gì nhiều ha. Rồi, dạ. Quỳnh Anh, con thấy hôm nay vui Quỳnh Anh? Dạ, con thấy hôm nay rất là vui. Rất là vui, vui dạ, nhất là gì con? Vui rồi. Hôm nay có lẽ là một ngày con sẽ không bao giờ con quên được. Tại sao con? Con gạt đường hai chú. Chú chơi chương trình này hoài luôn mà chưa bao giờ chú thắng luôn hả con? Chú còn biết. Chú càng chơi chú càng rối á. Bây giờ đại diện gia đình muốn phạt Hoàng Mèo gì nè? Chú hát đi chú. Đó, chú mèo hát đi chú mèo. Rồi hát nha. Mèo 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 rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu, căng mặt đau mà ngồi tiếng lắm, đau mắt rồi lại khóc mèo mèo. Hey, bây giờ Hoàng Mèo bị phạt thì Quyền Linh cũng bị phạt nè. Giờ gia đình muốn phạt Quyền Linh gì nè? Dạ anh, chú hát đi chú. Chú hát luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thì chú sẽ hát một đoạn mà có lẽ ngay bây giờ chú nhớ nhất trong cái mùa dịch này. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giấm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. À, một chút cảm xúc về quê hương và đâu đó vẫn còn những cái hoàn cảnh họ xa quê hương, những cái số phận đang lên đến nơi đâu đó. Hy vọng rằng chúng ta chỉ cần nhớ đến quê hương để làm cái niềm tin động lực chúng ta để vượt qua chặng đường khó khăn trong đại dịch này nhé. Rồi một lần nữa thì cảm ơn bà nội bà ngoại cùng hai mẹ cùng các con nha. Chúc cả nhà chúng ta thật là hạnh phúc bình an. Còn Hoàng Mèo, bạn cảm nhận thế nào về chương trình này, cảm nhận thế nào trong giây phút vừa qua? Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình này. Em cảm thấy em được giao lưu với gia đình của bà ngoại, bà nội với lại hai mẹ cùng với bốn con. Rất là vui, rất là thú vị. Các con trả lời rất là chân thật. Nhưng mà cái dở đây là do dở chú Hoàng Mèo dở, chứ không phải là các con được gạt gì chú Mèo hết. Em rất vui. Xin cảm ơn chương trình. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Hãy Đoán Đi. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.